Có thể bạn chưa biết trong Man of Steel, trong phân cảnh Superman bị còng tay và tra khảo bởi quân đội, đại tá Sonwick đã hỏi Superman một câu là tại sao anh lại công khai tiết lộ danh tính của mình cho Lois Lane mà không phải với quân đội. Ban đầu khi mới xem, chúng ta nghĩ đây chỉ là một cuộc tra khảo thông thường với đại tá Sonwick đang nói về mối lo của quân đội. Nhưng giờ khi biết Sonwick là Martian Manhunter, cũng là một người ngoài hành tinh đến trái đất giống như Superman, thì tôi lại thấy ý nghĩa câu nói này hoàn toàn khác, đó là cả hai đều là người ngoài hành tinh đang ẩn mình ở trái đất. Tại sao Superman không mặc kệ Zod tiếp tục ẩn mình mà phải công khai sự tồn tại của bản thân? Martian Manhunter có thể biến hình cả bên trong lẫn ngoài, nên lúc này chưa chắc có tia nhìn xuyên thấu Superman đã nhận ra ông là người ngoài hành tinh. Và lúc tất cả mọi người đang sợ hãi lùi lại khi Superman phá được còng tay, chỉ có duy nhất đại tá Sonwick là không hề ngạc nhiên vẫn đứng im, thì ta có thể thấy được điều bất thường từ nhân vật này rồi. May mà hôm trước tìm được Man of Steel trên Terabox nên tôi mới có hứng cày lại với tìm được chi tiết này đấy. Mà Terabox không chỉ vừa xem với tải phim được đâu, mà còn cho mình hẳn 1TB dung lượng để lưu trữ sao lưu tập tin trên đấy rồi chia sẻ cực kỳ bảo mật.